Thanh Tuấn chào các cô chú anh chị, các bạn nha. Thì hôm nay kênh chia sẻ cuộc sống giới thiệu cô chú anh chị là hôm nay là cô chủ Linh vừa xuống lá, cắt lá, nay là vừa đã lên lá rồi, thì nay đã xuất bán được rồi. Nay mình Thanh Tuấn giới thiệu đến các cô chú anh chị là vừa đã lên lá đẹp trở lại rồi. Thì hôm nay thì giới thiệu các cô chú anh chị mình có nhu cầu dự kiện thì liên hệ với kênh chia sẻ cuộc sống nha. Mình vẫn đến tận nơi vườn dừa kiển của chị Linh đây để lựa những cái dừa yêu thích rất là đẹp để về mình chơi, mình trưng nha, làm kiển, kiển dừa bonsai. Ở đây, đây là cô chủ Linh đang ngồi trong đám dừa đây. Hổm xuống lá anh chị, bữa nay mới lên lá đẹp lại đây. Được rồi ha. Ừ, nay đẹp lại nè. Rồi cái dừa chỗ đó là cái dừa gì vậy cô Linh? Cái dừa nào? Đó, cái dừa trước mặt này. Cái lá bự này. Này hả? Ừ. Hôm nay mới thay, nó mới vô chậu nè. Chậu thay nó đã bắt rễ rồi nè, từ từ. Vậy là mình mới mốt là mình vô cái chậu sành đó luôn á hả? Anh vô chậu sành này mốt anh tháo ra. Ờ. Anh tháo chậu gà ra cái nó. Là để chậu sành luôn phải không? Ờ, để chậu sành luôn, làm cái cảnh này kia mình bán. Ờ. Vô cho nó ăn rễ xuống cho nó chắc á. Ừ. Cho nó cứng cây. Ừ. Cái này mới đắp rồi. Ô. Đắp riêu rồi. Ô trời. Mới đắp. À, sao nay có vụ gông vô gốc đó nữa hả? Ờ, mới đắp rồi. Đâu mà ra cái gông đó vậy trời? Tại em đi sắn gì ở ngoài đường. Ở trong vườn á hả? Ngoài đường đi không mập á. À, mình lấy đắp hôm qua. Mình lấy mình đắp vô. Đó, đây mà cũng như cái bên chậu này nè, mình tháo ra nè, thành chậu này nè. Ừ. Em tháo ra vậy á, rồi mấy cái này rễ non em luồn nước. Ừ. Hay thế là kỹ thuật cũng hay á. À, các bạn nhìn nha. À, các bạn nhìn là cô chủ Linh làm mà cái dừa này là mình thấy là cực kỳ là hay này. À, luồn cái ống cho nó truyền cái nước ra này hả? Hay. Còn cây rễ non á. Hay, giống vô nước biển quá ha. Còn cây rễ non truyền vậy. Rồi bao lâu mình mới rớt cái ống đó ra? Khi nào nó ăn rễ xuống đây em gỡ ra. Vậy hả? Ừ. Hay đó. Kỹ thuật cũng dữ á. Em mới đắp ghi hôm qua. Em việc dở ra như vậy nè. Ừ. Rồi phải tùm mền đó nữa hả? Tại vì cho nó giữ đồ ẩn nó vậy. Rất là kỹ nha các bạn, làm dừa kiển này rất là kỹ nha, cô chú Linh này rất là kỹ nha. Mình không có sửa sạn gì hết á. Cho tới ngày tôi cứ về nè. Tới ngày sửa sạn cho cây không à. Cưng như cưng em bé vậy. Cưng bé dữ lắm. Mình nó không có sửa sạn mà cứ lo cho nó không. Ờ. Đâu còn cái nào đẹp nữa đâu. Cái này mới lên rồi, cái này mấy cái chậu này thì mới đang thay qua làm cái cảnh. Bữa nay sao có cái tiểu cảnh này nữa ta? Lạ đây. Em làm này cho nó bắt rễ nó ăn xuống nè. Cái vụ này lạ đây, đâu dở cái đó ra coi cô Linh. Đây. Trời ơi. Đâu sao rớt cái bình nước rồi. Thôi cho nó ấy nó ra rễ nó ăn xuống nè. À. Phải để chim nước vô đó luôn vậy. Chim nước cho nó ăn rễ mốt xuống đây. Hen là cái rễ cho nó chăm xuống đó, cho nó đứng đó. Chăm xuống đó mà chưa. Cái vụ này hay đây. Vụ này rất là tỉ mỉ, tặng mặn đây, rất là đẹp nha các bạn. Đúng là có qua tay cái đam mê mới làm được như thế thôi. Bên đây một cái tiểu cảnh nữa. À, bên đó cũng giống vậy luôn. Ờ. Bên này thì trời treo. Đó. Đó, các bạn thấy không? Làm dừa rất là kỹ mà rất là tỉ mỉ, tặng mặn. Làm phải chăm chút cho từ cái nói chung là như nuôi em bé vậy á. Nó phải đắp mền, đắp chăn cho nó nữa, thấy không các bạn, thấy chưa? Đó, chứ đâu phải mà để khơi khơi là được một cái cây dừa kiển nào đẹp để bán cho các bạn chơi đâu. Nó rất là kỹ, rất là tản mãn, y như là chăm em bé vậy đó. Còn rất là nhiều luôn các bạn. À, vừa bữa hổm chị Linh đã cắt lá, nay là đã lên lá tôi lại rồi, thì nay đã xuất bán được rồi các bạn. À, các bạn nào yêu thích thì liên hệ với mình sẽ dẫn đến nơi gặp cô chủ Linh đây đó, để lựa những cái dừa kiển rất là đẹp đem về chơi. Đây, đi ra ngoài này, ở trước đây. Nay lên lá là đẹp rồi nè. Đập mền, đập chăn rồi hen. Sao mũi cắn. Cây này cũng lạ đây.
còn ngoài kia thì mới, kia mới làm. Kia mới ương hả? Ừ, kia mới. Làm vô mới. Có mấy cây này lá đẹp quá ha. Nè. Này nó già cây nè. Già cây nó có lóng rồi các bạn. Cây này già có lóng rồi. Là già lá nó ngon nè. Bầu nó tròn. Lá đẹp ha. Mini. Đó, cái mini này các bạn. Rất là đẹp luôn. Cái này là dừa đỏ hả? Dừa éo. Dừa éo. Dừa đỏ. Dừa xiêm hồng, thấy xiêm hồng là nhiều. Mấy tái dừa xiêm hồng cho nó ra nó cũng giống như dừa éo vậy. Lai. Cái này là này kêu bằng một thân hai đậu hết ha, giống quá vậy, giống một thân hai đậu quá vậy. Rồi coi, tôi phải một thân hào, một thân hào là một mộng, không hai mộng hả? Cái nó dài ra cái lóng hay dài á. Cái này là hai kêu bằng một thân hai đọt hay là một trái hai mộng? Một mộng hai thân nè. Thì có lẽ là một thân hai đọt á. Cái này là một thân hai đọt. Cây này là giá tiền khác nè, đúng không? Tại vì nó già ha. Cây này là một thân hai đọt nha bạn. Rồi nó khác với cái cây mà khác với là một trái hai mộng nha. Nó khác nhau là cái chỗ đó nha các bạn. Chứ để nhiều khi các bạn làm là sao thấy hai đọt với hai đọt nhau mà cái giá tiền ở trên loại là không phải nha các bạn. Một cây á, một thân á mà nó ra hai đọt á là cái giá tiền nó khác, nó mắc hơn. Còn một trái là nó hai mộng rồi giá tiền nó khác hơn, nó rẻ hơn đúng không? Hai cái đó nó khác nhau phải không? Nhiều người làm á, tại sao nó hai đọt với hai đọt mà tại sao hai giá tiền nó khác nhau? Thì mình mới hiểu ra là nó có nghĩa là một thân mà nó nhảy ra hai đọt á, nó nhảy nhánh ra thì nó khó kiếm hơn. Còn một trái mà nó ra hai mộng thì nó dễ hơn, thành ra cái một trái hai mộng cái giá tiền nó rẻ hơn. Còn cái một thân mà nó hai đọt á thì cái giá tiền nó mắc hơn. Vậy là đúng rồi đó. Thì bây giờ mình mới hiểu nè, mới phân biệt được cái chỗ đó nè. Như cái này cũng là một, cái này cũng là một thân nó hai đọt luôn hay gì nè. Đúng rồi nè, nó nhảy ra nè, chứ không phải là hai mộng. Nếu mà hai mộng là nó chỗ này nó tách rời ra đây, nếu hai mộng là ở chỗ này nó tách rời các bạn là nó giá tiền nó khác. Còn một thân nó ra hai đọt là những khích, nó khích như vậy, nó nhảy cái nhánh ra là nó khác tiền. Rồi đúng là cái chỗ này nó khác nhau hai cái đó, thì mình mới hiểu luôn. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Cô Linh này làm rất là nhiều, làm chuẩn bị bán Tết đây. Đây là số dừa thành phẩm của chị Linh đã thành phẩm đem ra chuẩn bị xuất bán nha các bạn. Đây, dừa thành phẩm nè, đâu chị Linh giới thiệu cái thành phẩm này mình đắp gông rồi phải không? Cái này nó đắp gông. Kệ đi. Đây, cái thành phẩm đây. Làm tiểu cảnh. Có mấy con nai nữa đó. Nai, đây ông già. Đây. Có con ngôi nhà nữa kìa. Ngôi nhà nữa. Rất là đẹp. Đây là thành phẩm rồi đây. Sống này trên núi không có nước nên truyền ống lấy nước nha bạn. Chuyện nước biển vậy đó. Nó bị khô nước. Sống này tên núi cho nên không có nước phải chuyện nước. Đúng là kéo nước tới chỗ luôn nha các bạn. Đó là kéo nước tới chỗ đó. Rồi cái này mới đắp ghiêu vô chưa? Đẹp ha. Đây đắp ghiêu. Lên ghiêu rồi, cái này cũng trang tí rồi nè. Đây là số dừa thành phẩm bán nha các bạn. Đó. Ủa mà sao cái thân là cái đọt là cái dừa mà cái tái là tái bơm hả? Bón chưa có đến bón. Tầm lên nó chưa.
Cái đọt, cái đọt dừa mà cái tái gì tới bơm. Tái lê, tái táo. Cái này đúng là độc lạ luôn nè các bạn. Đó. Cô Linh, chỉ có mình cô Linh làm được thôi. Ở đây tiểu cảnh có con tàu nằm bên cái giếng nữa đây. Đó, tàu nhúng sình. Ông già ngồi câu cá luôn kìa. Ở trong kia có hai ông ngồi đánh cờ nữa kìa. Đó. Đẹp không? Đây là tiểu cảnh. À, gỡ cái mền nó ra coi. Đó. Cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, các bạn nào ưng ý thì liên hệ với mình nha. Thì cái này thì liên hệ với mình rồi đến đây lựa chọn rồi cô Linh cho giá luôn, chứ giờ mình cũng không biết giá là bao nhiêu, thành ra mình không có công bố được. Với hai nữa công bố giá lên nó nhiều chỗ nó cũng thắc mắc lắm. Cái này đang mới đắp vô qua. Ồ, cái bộ ghế đẹp đây. Mới đắp vô. Đi cũng tùm luôn. Phải đi đào từ cái gông cái rêu này về đắp vô đây. Cực chứ, vất vả chứ. Có ngày đi đắp trắng chạy không. Ồ, cái này của bộ ghế cũng đẹp nữa nè, này cũng mới đắp ghiêu luôn. Đó, một cặp luôn á. Dừa thì dừa Việt Nam nhưng mà cái tái là tái cái táo của Trung Quốc nha các bạn. Tình vậy kiểu tập kiểu màu mè. Đúng là hay quá chứ. Ồ, có cây này đẹp nè cô Linh. Đó, cây này giờ cũng mới đắp hôm qua ha, dở ra đó, cũng dở ra mới đắp vô chưa để gì hết. Rong này mình nó sống không ta? Sống thân nè. Sống phải không? Xanh lẹ không? Đắp tước nè, đắp hay ha ta. Kỹ thuật dữ ta. Xanh, cái này mới sắn nó chưa được xanh hơn á. Bên này thấy rong mà đẹp chứ. Thấy không? Lên xanh nè, lên nè. Đẹp. Còn mấy tên thì cũng chưa đắp. Đã thành phẩm xuất bán rồi nha các bạn. Này heo được ấy rồi, thì nó vô nữa được rồi. Chăn nước ấy tùm lum nó cân nè. Còn chỗ ngủ. Cũng được ha. Đang ra ghế, ấy nước cái đầu ra. Cái này phải, cái đó là phải vô chậu lớn hơn mới đắp gông mới được. Hay là để về đắp được không? Chậu nó nhỏ quá. Để vậy cũng được. Cũng mà ít gông, ít gông hen. Cái này không có. Nó phải cái chậu lớn hơn. Để vậy cho luôn. Người ta thích thì ta khai nhỏ. Em làm đủ cái tên cho ai thích cái gì là ta lấy nấy. Người ta không thích chậu bự á. Làm chậu nhỏ thì có. Cái tùy theo vô chậu sành hay cứng người ta không chịu. Nó thích cho vô mũ. Có này có kia. Lắp chăn cho nó. Phải nói là hay. Công nhận thiệt chứ. Bê cái chậu này ra, bà bê cái chậu này ra đây. Phải thích cái chậu đó đó, bê ra đây. Ừ. Bê nổi không? Nổi chứ. Để qua bên này. Đây. Đó. Đây truyền nước biển nè. Ở trên núi mà phải truyền nước. Đẹp ha. Đó, cái chậu đó là cực kỳ đẹp đó các bạn. Đó. Lên xanh ôm mày. Quá xuất sắc. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp á. Người đẹp làm cái gì cũng đẹp á. Còn cái ông này thì để trong dĩa ông Vinh ra nè. Cái này là trong dĩa có cái dĩa để vô. Ôi thầy nãy giờ sao mình không để ý cái ông này ta? Ông này mạnh dữ ta. Ông này mạnh dữ, ông ghim hai cái dừa luôn nè. Cái ông đó nằm trong này nè. Nằm trong này nè. À là ông để trong đó đúng không? Ông để trong này nè. Ông bưng ra đây. Để trong này nè. Đó. Đã đem được phơi xuống.